Chào mừng toàn thể cô chú anh chị lại quay trở lại với Thái Học Ô tô Sài Gòn. Siêu phẩm lại về cô chú anh chị ơi, Fortuner máy dầu số tự động một cầu, sản xuất 2019, lăn bánh được 67.000 km nha anh chị. Một chủ mua mới từ đầu, vỏ xe cua chưa chạm đất, vỏ zin theo xe, gai còn gì cui luôn nha anh chị. Xe màu trắng đã được bên học kiểm tra 176 hạng mục, bảo dưỡng cũng như là làm đẹp bên ngoài, diệt khuẩn khử mùi, diệt khuẩn bên trong nội thất hết rồi nha anh chị. Làm theo quy trình 3M nên là cô chú anh chị đến xem xe là có thể mang chiếc xe này về luôn nha anh chị. Fortuner 2019 lắp ráp tại Việt Nam, mẫu xe số tự động máy dầu, hộp số tự động 6 cấp, động cơ dầu 2.4 lít nha anh chị. Xe này nước sơn zin hầu như là còn quanh xe luôn cô chú anh chị ạ. Một chiếc xe cực kỳ đẹp, màu trắng 7 chỗ nè, đi tiết kiệm bền bỉ. Xe Toyota thì lúc nào cũng có một cái giá trị cốt lõi đặc biệt hơn những dòng xe khác nha anh chị. Mức tiêu hao nhiên liệu xe này đi ngoài đô thị chỉ có 6 lít 9 thôi nha cô chú anh chị. Còn mà mình đi tổng hợp nó sẽ là 8 lít 3, và xe máy dầu thì chạy rất là bốc, rất là mạnh nha anh chị. Đó. Thì đây cũng là hiện trạng mà anh em học mua về cũng như là xì ba xong xuôi hết rồi. Nên là anh chị nhìn thấy không? Rất là đẹp nha anh chị. Đó, anh chị nhìn. Có nhiều anh chị chắc hỏi học là sao cái vè với cái cản này nó hai màu nha. Xe này là hai màu, xe mới ở trong hãng là cũng hai màu nha anh chị. Cái cản này là cản zin chưa sơn luôn nha anh chị. Mình sẽ đi đánh giá chi tiết giống như thường lệ nè. Mình sẽ đi đánh giá chi tiết trước. Cản này là cản zin chưa sơn nè, anh chị thấy không? Đây. Đây cô chú anh chị nhìn nè. Đó, cản zin chưa sơn nha. Mà xe Toyota Fortuner, anh chị nào mua xe mới là anh chị biết à, mua xe mới tinh luôn, mới đem ra luôn, mới nhận xe là anh chị thấy hai cái này nó lệch màu à. Đó, nó còn cái chỉ zin nha, nhưng mà nó lệch màu trên điện thoại vậy thôi chứ ở ngoài nó không có tới mức độ vậy đâu anh chị. Đó, anh chị thấy là xe chắc chưa? Cản là zin theo xe nha, nước sơn về cũng là zin theo xe luôn nha anh chị. Hai cái này là zin nè nhưng mà nó lệch màu. Đó, cái đèn nè, anh chị thấy không? Đó, cô chú anh chị nhìn thấy không? Cực kỳ đẹp nha anh chị. Đó. Mặt ga lăng là mạ rôm zin theo xe, có mi mạ rôm. Ốp đèn gầm cũng là mạ rôm zin theo xe nha anh chị. Số tự động máy dầu. Anh chị nhìn sơ qua phần gầm này anh chị biết chủ giữ kỹ kỳ kỹ không anh chị? Đó, mới tinh hết nha anh chị. Anh chị nhìn sẵn thẳng ở phía sau ống xả đó, chút nữa học sẽ quay cái phần gầm ở phía sau cho anh chị nha. Nước sơn cabo nè anh chị, nhìn thấy không, bóng bẩy đẹp, mới ken anh nha anh chị. Đó, Fortuner số tự động máy dầu một cầu. Đây anh chị nhìn thấy không, qua bên đây thì mình thấy cũng nè, nhờ cái ánh sáng bên đây thì mình nhìn nó cũng đều đều, nhưng mà cái cản bên đây á thì đã được sơn lại rồi nha anh chị. Cản bên đây là đã được sơn lại rồi đó, thì anh chị nhìn nè, đó cản này là đều màu nè, là cản zin. Cái cản này là đã sơn lại rồi, còn cản bên kia là cái góc bên kia là cản zin, anh chị nhìn thấy lệch đó. Đó là những cái mà học hồi xưa học có chia sẻ làm clip xe mới đó. Hồi xưa cô chú anh chị mà đi vô xem xe nhiều anh chị ta cũng không biết nữa. Ta nói xe này mua xe mới mà nó sơn lại. Đăng kiểm thì còn tới tháng 9 2025, biển số xe mình là 61A66095. Đó. Bên học thì luôn luôn cam kết với anh chị là xe không đâm đụng nha anh chị, không đâm đụng, không ngập nước, máy móc nguyên bản. Đó. Tay nắm cửa mà rơm là zin theo xe nè. Rồi. Đó, anh chị. Đó, tuppy nè anh chị nhìn thấy không? Xe Toyota thì luôn luôn có cái giá trị cốt lõi, đi 10 năm nữa nó cũng còn y nguyên vậy đó anh chị. Cái độ xuống cấp nó hầu như là rất là ít. Anh chị nhìn nè, keo chỉ nè, xe này là cam kết kèo chỉ là nguyên zin nha. Đó, sẵn tiện hôm nay học đang ít xe, chia sẻ lại cho anh chị về cái xe thế nào là lỗi. Ví dụ như anh chị mua xe của người thân trong gia đình mình nó bị mắc khúc kèo vậy, chưa phải là xe lỗi nha anh chị. Riêng xe này thì không có, nhưng mà học chia sẻ vẫn chưa phải là xe lỗi. Anh chị nhờ cái khúc kèo này thì anh chị sẽ đóng vào, đóng vào đây ha, đóng vào đây thì anh chị coi vô nó có tới đây chưa. Nếu mà tới đây bỏ nè, vô thằng khung sườn rồi nè, nó trở thành là xe bị cắn đụng rồi đó. Đó là xe đó là mới gọi là xe lỗi nha anh chị. Còn mà mắc keo chỉ xíu thì không sao, nhưng mà riêng xe này là không mắc nha anh chị. Đó, cái này là học chia sẻ, học giải thích thôi. Lâu lâu có thời gian quay clip nó dài dài xíu để cho cô chú chia sẻ kinh nghiệm, vừa quay vừa tâm sự với cô chú anh chị. Đây, ghế nè, ghế nè, anh chị nhìn thấy không, căng không anh chị, đẹp mới tinh hết nha. Đó, Fortuner số tự động máy dầu một cầu, tiền nào của đó nha anh chị. Đó, đây anh chị nhìn thấy không, đẹp không anh chị, có bọc trần nè, có lót sàn luôn. Đây sẵn chị chia sẻ thêm anh chị nè, anh chị nhìn vào cái phần ghế nè. Đó, coi xe là coi những cái phần ghế này nữa nè. Đó, mấy cái này mà nó bị xe mà bị ngập nước anh chị ngó xuống dưới đây là nó xét kinh khủng lắm anh chị. Mấy cái kẽm ở trong đó nó rất là dễ bị xét, mà nó xét nhìn thấy kinh khủng lắm kìa. Nó xét là hầu như là muốn ngục luôn á. Đó là những cái thủ thuật cơ bản để anh chị coi những cái xe như là ngập nước anh chị. Tay nắm cửa mà rơm nè, anh chị nhìn phim cách nhiệt mới ken luôn ha. Xe giữ gìn rất là kỹ anh chị. Đó. Đây keo chỉ nè. Đó, riêng keo chỉ là không mắc một phân keo chỉ nào hết nha anh chị.
Để học chia sẻ cho anh chị. Học bên học làm ít xe nào bị dính keo chỉ lắm. Nhưng mà keo chỉ cũng vẫn không sao nha anh chị, không phải là xe lỗi nha. Để cho anh chị có thêm một cái gọi là hiểu biết cơ bản về chiếc xe lỗi, xe đâm đụng, xe ngập nước nha. Chứ còn mà đồng sơn, ví dụ như là sơn sơn xước xì ba thì vô tư. Ô tô bây giờ là mình sơn nước sơn xịn hết rồi anh chị, sơn cốc nước có hết rồi. Là mình không có ngại ngùng gì mà phải giữ nước sơn zin hết. Đây. Cản sau ở đây cũng là cản zin nè, anh chị nhìn thấy cái trắng các bạn không? Cản sau zin. Nhìn cái là biết zin nè. Đây anh chị nhìn, chỉ còn chạy nè, thấy không? Đó. Cái miếng nhựa này cũng là zin luôn nè. Đây. Miếng nhựa này cũng là zin chưa sơn luôn nè anh chị, thấy không? Đó, rất là đẹp. Vỏ này bốn vỏ đều là zin theo xe hết, từng thứ 52/2019 nha anh chị. Ở sau thì sử dụng phanh đĩa. Anh chị nhìn vỏ đó. Đó. Rồi sẵn tiện đây anh chị nghiếu qua phần khung gầm với học nha. Đây. Cô chú anh chị nhìn cái gầm nè. Vỏ Seco này là chưa chạm đất nha anh chị. Vỏ Seco chưa chạm đất. Đó, xe cua là chưa sử dụng luôn. Anh chị nhìn cái gầm xe nè. Đó, cô chú anh chị thấy không? Ngọc là chuyên làm những cái dòng xe không gọi là cực kỳ chất lượng. Đó, đèn là zin theo xe mới tinh. Đó, nói chung là xe Toyota mà xe 2009 này là 10 màu học quay nó cũng còn mới tinh nè. Không chi là mấy xe 2019 này, nói thì hơi quá rồi chứ mà còn nhiều khi quay phim với anh chị, quay video gì làm đánh giá chi tiết thì không có việc khoe cái xe mới thì cũng chả có gì để nói anh chị. Xe Toyota option nó ít lắm. Option nó không có nhiều giống như những cái dòng xe khác anh chị. Đủ vừa đủ size. Đây. Ốc cốp chưa ra nè. Đó. Đây, cơ bản thì có tất cả các cửa gió ở ba hàng ghế luôn. Đó anh chị nha. Đồ nghề thì còn mới nguyên nè. Đây. Bánh xe cua chưa chạm là con đội này cũng chưa có chạm tới luôn. Mới tinh tình tinh hết anh chị. Có lót sàn 5D rồi. Phim cách nhiệt. Đây. Anh chị nhìn nè. Mấy cái này là thủ thuật không nha anh chị. Xe mà ngập nước anh chị coi mấy cái này thì cũng được nè. Anh chị nhìn thấy không? Mới nguyên không? Xe 2019. Fortuner thì 2019 này thì có cân bằng điện tử rồi nha anh chị. Cân bằng điện tử hỗ trợ lực phanh cẳng cấp. ABS chống chân trượt. Rất là đẹp anh chị ạ. Đây. Anh chị nhìn cái nước sơn nè, nó có cái ánh kim đẹp không anh chị? Đó. Nước sơn ánh kim nè. Đó, kẽm bên đây cũng vậy luôn nha anh chị. Đây. Đó. Sơn ánh kim, này cũng zin nè, chưa sơn nè. Mới tinh. Đây nắm cửa mà rôm. Keo chỉ là nguyên bản, zin nguyên bản hết nha anh chị. Lướt qua phần keo chỉ đi, đỡ mất thời gian để học tìm những cái gì hay hay khoe với anh chị. Đây. Xe Toyota thì cơ bản đó anh chị. Cơ bản vừa đủ xài thôi. Đó, chứ không có nhiều option miên man, không có cửa sổ trời rồi này nọ. Đó, nhưng mà được cái là anh chị đi 10 năm, anh chị thường bỏ ra cái số tài sản cỡ khoảng 500 triệu hơn là học thấy mình nên lựa anh chị mình mà bà con mình ở tỉnh. Đó, mua xe ô tô ở trên thành phố nhiều anh chị mà khá khá có điều kiện thì mình ta nói là ô tô cũng chỉ là phương tiện thôi, nói chung là cũng chịu chơi để trải nghiệm đổi lỗ. Nhưng mà bà con ở dưới tỉnh thì nhiều khi cái luồng tiền nó cũng bền vững nhưng mà nó cũng không có nhiều mạnh đó anh chị. Thì mình đi mấy xe này đi 10 năm sau luôn, đi chiếc xe 10 năm sau mà anh chị bán nó cũng được giá hơn những dòng xe khác. Xe Toyota đó là cái điểm mạnh vậy, có ghế điện nè anh chị. Đó, sản xuất 2019 lắp ráp tại Việt Nam nha, Fortuner. Đó. Nhiều khi mình mua chiếc xe anh chị, mình đi tới 5 10 năm sau mà nó không có hư lặt vặt đồ này kia, nó không có bắt hành tỏi mình chạy ra thợ rồi phải thay chi tiết cái này cái kia thì nó hay hơn. Nên là cô chú anh chị lúc nào ở Toyota, mặc dù có rất là nhiều anh chị chơi ô xe Toyota nó có cái gì đâu, nó bình thời gian lắm. Nhưng mà nó luôn luôn là một trong những cái hãng xe bán nhiều nhất trên toàn cầu nha anh chị. Đây. Đây anh chị nha. Đó. Đi máy tiết kiệm nè và bền bỉ, không có nhiều cái chi tiết phải thay thế theo định kỳ theo thời gian nhiều. Thứ hai nữa là đi đâu cũng có thợ sửa được hết anh chị ơi. Đây thầy thợ bây giờ mấy xe này họ lành lắm, họ rành lắm, tại vì xe Toyota nó khá là nhiều ở trên thị trường mà phụ tùng ở đâu cũng có chứ không cần nhất thiết phải vô hãng nữa, phụ tùng chính hãng vẫn có đầy đủ hết ở ngoài anh em bán. Đà, cái xe này nữa nè. Học sinh chia sẻ là cái này nó là vẫn là còn cái keo để cho anh chị, nó còn mới nè, anh chị nào muốn bóc thì vẫn bóc ra. Cái đây là vẫn không chạy xước nha anh chị, từ lúc mua mới là chủ đã dán rồi. Như mấy cái bệ bước này nè, hôm bữa học về là học bóc ra nè. Đó. Bệ bước nha anh chị, nên là nó còn mới tinh nè. Đó. Đây cũng còn sót miếng keo nhỏ nhỏ nè.
Đây mấy cái bể bước này, đây nè anh chị, máy học bóc ra. Đây còn sót miếng keo nhỏ nhỏ nè. Đó. Miếng keo này nè để bảo vệ, chủ sợ chạy xước, nói chung là chủ này giữ gìn xe kỹ anh chị. Đi 67.952 cây. Đó, túp bi túp lô nè. Xe Toyota thì nội thất cũng như là ngoại thất anh chị ơi, cơ bản thôi. Nhưng mà nó được cái là nó rất là bền anh chị, bền nó trâu lắm, cũng có vô lăng ốp gỗ bọc da đồ này nọ nè, lấy chứng số sau vô lăng. Đó. Hai chế độ lái Eco Power, hệ thống lạnh cơ nha anh chị. Đó. Km cũng coi qua mấy cái nút này nè, nút này dễ dàng nhất nè, điều chỉnh gió, điều hòa nè. Đó, và nút AC, nút này là sử dụng nhiều nhất nè. Còn ở bên phần vô lăng thì bên phía tay trái ở chỗ này, cái vùng ở đây thôi. Những cái thủ thuật để chia sẻ với anh chị, còn cái nút cửa là cửa tài thôi. Ở cái đó là mình kiểm tra qua cái km anh chị, cái cơ bản cái km. Và sẵn tiện đây anh chị coi nè, đó, bàn đạp chân phanh nè. Đó, anh chị nhìn cái trụ nè, đó trụ lái nè đẹp không? Đó, xe đi ít xịt anh chị. Nè, ghế nè. Đó. Mới tinh tình tinh, mới nguyên. Để học ra khoang động cơ cho anh chị ngó nha. Anh chị đánh giá qua cái động cơ. Nói chung là để cho anh chị biết chiếc xe của Toyota với mức km là 67.900 thì nó sẽ đẹp như thế nào nha anh chị. Sao bộ rất là nặng anh chị. Một xíu. Rồi, đây là cái khoang động cơ đây. Và đây là tổng thể phần khoang động cơ nha anh chị. Nước sơn cabo là zin theo xe nè, chưa ra nè anh chị thấy không? Đó. Bỏ qua phần keo chỉ luôn, cam kết với anh chị là không mắc. Rồi, anh chị nhìn cái phần động cơ nè. Đó, xe Toyota đồ đồng có đá. Anh chị nhìn thấy không? Nó mới nè, nó mới kinh khủng anh chị, nó mới tinh. Đó, ở phần dưới này là cái phần turbo nè, nổi titan luôn nè anh chị thấy không? Đó. Dấu son từ nhà sản xuất còn đầy đủ hết nha anh chị. Đó, cam kết với anh chị là động cơ hộp số còn nguyên zin, chưa chạm bất kỳ con ốc nào nha anh chị, chỉ có ốc xả nhớt thôi. Đây nè anh chị. Dấu son nè. Đó, xe mà xe Honda á, mình nhìn mới dễ nữa. Honda mới nhiều dấu son. Honda giờ chất lượng nó ngang ngửa với Toyota nha anh chị. Đây. Đây anh chị. Đẹp kinh khủng không? Máy móc nè anh chị nhìn nè, bảy màu không anh chị? Đó, dấu son nè. Dấu son nè. Đó. Chị nhìn nè. Mới tinh luôn anh chị, phần khung sườn ở dưới đây. Xe này đi thì biết à, hồi nãy học báo là học quay cái phần gầm ở chính giữa cho anh chị coi. Động cơ 2.4 nha anh chị. 2.4 dầu. Ây, cô chú anh chị nhìn qua cái phần ống xả nè, cái phần chấm trắng bùng nè. Đó, cô chú nhìn là biết chiếc xe chủ đi giữ cỡ nào, 67.000 cây nha anh chị. Đó. Đẹp ghê không anh chị, nhìn cái ống bô với những cái tấm dừng ở bên kia, cái phía thùng dầu đó, nó có miếng nhôm đó. Đó, anh chị biết rồi, chiếc xe nó cực kỳ nét á. Fortuner 2019 nha anh chị. Xe này thì lâu lâu mới có con xe. Có rất là nhiều anh chị hỏi, mấy ngày mấy tháng trước học toàn là bán máy xăng thôi, máy dầu nó mua cũng hiếm lắm anh chị. Máy dầu thì cơ bản thì thường là những cái dòng xe được khách sử dụng liên tục và sử dụng hàng ngày á, nên là ít có mua được những cái xe đẹp giống vậy lắm. Học nói thẳng luôn là Fortuner máy dầu, mà đặc biệt cái số sàn nó hay chạy nhiều lắm, nên là học mua hay nó không đúng chất lượng, không phải là gì đâu, nhưng mà học bên học rất là kén xe anh chị. Ví dụ như tầm Camry mà khoảng 30.000 đi lên đó, mà lại học coi chắc xe nó, mặc dù biết rằng là không có tua cái km nhưng mà chắc xe nhìn không ưng, học cũng không mua nó anh chị. Cơ bản là như vậy. Rồi, Fortuner nữa nè, 20 xe này ngày hôm qua học quay rồi, xe này là 2020, mẫu mới. Mẫu mới cái đèn nó khác anh chị. Đèn mặt ca lăng nó khác, nó có cầm biến gốc, nó có biến thiên. Đó, nó có biến thiên tích ứng đâu đầy đủ hết. Xe này thì bên học đang bán á, là đây anh chị. Xe này thì được hai ghế điện nè. Đó, được hai ghế điện. Máy móc thì y chang, máy móc gầm bệ y chang. Đó. Xe này thì bên học đang bán là 930 nha anh chị. 930, xe kia là bên học đang bán là 860. Đó. 855 chứ, xe đó 855. Đó. Anh chị nhìn thấy không? Nè, xe cản zin nó lệch nè. Đó, cản zin lệch nha anh chị. Cản zin nè, đây. Cản zin chỉ nè. Anh chị thấy không? Chỉ lệch. Lên điện thoại là liền, ở ngoài mắt thường thì nhìn không thấy đâu, lên điện thoại anh chị nhìn để ý kỹ nè. Anh chị thấy cái này nó vàng, cái này nó trắng luôn. Đó, cản zin nha anh chị. Xe này thì học chưa làm gì hết, vậy vệ sinh đợi chờ. Nó chỉ bị chạy xước ở đây thôi. Đây nè. Chạy xước cái này, cái vè trước nè anh chị, nhìn kỹ thấy nè. Đó, thấy không? Khi mà học lia máy nè.
nhờ màu ánh đèn đó là anh chị học cái lia máy nè, xe nào nó mớp nè, đó bây giờ anh chị thấy liền nè, xe này nó chỉ bị ở đây thôi, nhưng mà học sẽ sơn lại nha anh chị, bán cho anh chị là phải sơn lại, tại do xe hôm nay về học bán tất cả các xe ở showroom bán hết sạch luôn, tự nhiên rồi là may mắn được cô chú anh chị ủng hộ mua phát hết dần xe luôn. Giờ là học đang tranh thủ sắp xếp theo thứ tự để làm theo từng xe. Đó, về 6 chiếc Fortuner nha, học có chiếc Fortuner 2019 máy xăng số tự động 2 cầu bản siêu cao cấp. Đó, về rồi Innova về 2-3 con luôn. Thì học đang trong quá trình giai đoạn C3 làm đẹp. Đó, mong là anh chị nào đang có nhu cầu hãy liên hệ trực tiếp với học. Học xin chân thành cảm ơn toàn thể anh chị đã dành thời gian quan tâm và theo dõi. Cô chú anh chị nào thấy học review có cảm xúc, có một chút gì đó thực tế, anh chị nhớ bấm đăng ký kênh của học, để khi mà cô chú anh chị muốn mua một chiếc xe đã qua sử dụng để tiết kiệm thêm được chi phí á, thì cô chú anh chị không có bỏ qua những cái sản phẩm phù hợp nhất của cô chú anh chị ở trên kênh của học nha. Cô chú anh chị nhớ bấm đăng ký phía bên phải để cho khi mà anh chị lúc nào mà cần mua xe á, là anh chị lên YouTube chơi hoặc là gặp Thái Học ô tô nhìn chảnh nè. Rồi, học xin kết thúc video tại đây. Xin chân thành cảm ơn anh chị đã dành thời gian quan tâm và theo dõi. Học xin chào và xin hẹn gặp lại.